Mỗi khi có một phiên bản cả đồ họa nào đó được ra mắt, rất nhiều bạn mong muốn rằng so sánh được các mẫu quạt đồ họa với nhau. Mình thì cũng là một người quan tâm như vậy. Ở bên tay phải của mình, đó chính là một em RTX 3060 đến từ MSI. Đây là phiên bản Ventus với mức giá rơi vào khoảng chừng từ 16 đến 17 triệu đồng. Ở bên tay trái của mình có hai phiên bản card đồ họa. Gần các bạn nhất là RX 6600XT với chi phí đầu tư rơi vào khoảng chừng 15 đến 16 triệu đồng. Ở đằng sau ở đây là một phiên bản card đồ họa dài hơn. Đây là RX 6600 mới nhất được ra mắt của AMD và phiên bản này có mức giá rơi khoảng chừng từ 12 đến 14 triệu đồng. Và phiên bản thấp nhất có thể là không phải phiên bản này, một phiên bản khác đầu tư thấp nhất mà các bạn có thể mua được là 12 triệu đồng cho một phiên bản card đồ họa có thể chơi được tất cả các tựa game cho động phân giải Full HD giữa cái thời điểm mà mức giá của các mẫu card đồ họa tương đối cao. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung một chút vào thành phần thông số đi. Thì mình sẽ nói đến hai phiên bản RX thôi, bởi vì bản RTX thì các bạn đã biết quá nhiều rồi. Hai phiên bản này thì khác biệt nhau như nào? Đầu tiên sẽ là phiên bản XT, tức là RX 6600XT, chúng ta có hơn 2.000 nhân GPU để có thể xử lý được đồ họa. Còn phiên bản thấp hơn đi, phiên bản không có dòng chữ XT, chúng ta sẽ có một lượng nhân thấp đi khoảng 10%. Vậy thì hiệu năng liệu có thấp hơn 10% hay không? Thì một chút nữa mình test thì các bạn có thể thấy được. Nhưng mà tại sao mình đang có 3 phiên bản các bạn nhìn thấy ở đây đều không đến từ cùng một hãng? Một lý do vô cùng quan trọng đó chính là mình không mượn được 3 phiên bản giống hệt nhau. Thế nên một chút nữa khi mình test điện năng cũng như là về phần cái nhiệt độ tỏa ra thì các bạn có thể xem để tham khảo cho vui thôi. Hiệu năng thì có thể phản ánh chính xác, thế nhưng cái phần điện năng cũng như về cái phần nhiệt độ khi mà tỏa ra thì có thể là xem cho vui. Các bạn đừng lấy ra để làm một tiêu chuẩn so sánh đánh giá ra là kiểu ôi rõ ràng em này mát hơn, em kia nóng hơn, em kia ăn nhiều điện hơn. Xem để tham khảo trước. Rồi thì để không mất nhiều thời gian các bạn nữa thì mình sẽ tập trung luôn ở phần test hiệu năng. Đầu tiên là về phần điện năng tiêu thụ, khi mà RX 6600 sẽ tiêu thụ khoảng 100W điện, RX 6600XT tiêu thụ 135W và RTX 3060 tiêu thụ gần 170W điện. Còn về phần nhiệt độ thì với RX 6600, nhiệt độ của card đồ họa sẽ rơi vào khoảng chừng 64 độ C khi mà full load. Nhiệt độ của RX 6600XT sẽ là 59 độ C và RTX 3060 sẽ là 66 độ C. Về thực tế ra, theo như mình thấy và mình đánh giá thì những cái thông số như vậy khi mà xét trên khía cạnh là cùng một mẫu card đồ họa đi, thay vì các bạn ở đây các bạn cứ tưởng tượng rằng mình đang có 3 mẫu card đồ họa ở đây nhưng mà không phải là đến từ 3 hãng nữa mà đến từ cùng một hãng, thì nhiệt độ cũng sẽ xem như vậy và sẽ không khác với nhau quá nhiều. Tuy nhiên mình thấy được rằng đó chính là RX 6600 ở đây hiện tại nhá, phiên bản driver mình sử dụng để test cho các bạn không phải driver chính thức các bạn có thể tìm ở trên trang chủ, mình sử dụng những cái driver đầu tiên. Thế nên về phần điện năng thì mình thấy đang bị lốc lại ở khoảng 100W điện. Có thể trong tương lai khi mà mở cái phần điện năng này ra thì hiệu năng của RX 6600 có thể còn mạnh hơn nữa. Tiếp theo thì mình sẽ đề cập đến đó chính là về phần test game. Thì đầu tiên với tựa game là Far Cry 5, như các bạn có thể thấy được ở đây, đó chính là RX 6600XT sẽ cho cái mức FPS là cao nhất, theo ngay sau sẽ là RTX 3060 và thấp nhất không thể nào mà có thể bàn cãi được đó chính là RX 6600, bởi vì em này có mức giá đầu tư thấp nhất mà. Một tựa game khác cũng là của Ubisoft đó chính là Far Cry 6, thì kết quả cũng tương tự như vậy thôi, RTX 3060 sẽ cho một cái hiệu năng nhỉnh hơn một chút khi so với RX 6600 và RX 6600XT dĩ nhiên sẽ là mạnh nhất. Đến một tựa game trên Steam đó chính là Horizon Zero Dawn, thì ở đây theo như mình đánh giá là RX 6600XT với RTX 3060 cho được ở mức hiệu năng khá là tương đồng nhau, còn RX 6600 thì sẽ có một hiệu năng thấp nhất. Chuyển sang một tựa game khác là Shadow of Tomb Raider, các bạn có thể thấy được đó chính là RX 6600XT khi so với RX 6600, cái hiệu năng khi mà chênh lệch FPS là cực kỳ nhiều, mặc dù cái lượng nhân chênh nhau chỉ khoảng 10%, nhưng cái lượng FPS chênh nhau rơi khoảng chừng hơn 20 FPS. Mình nghĩ khả năng cao là do cái driver chưa ổn định, thế nên RX 6600 mới cho một mức FPS không quá cao như vậy. Sang một tựa game nữa đó chính là Watch Dogs Legion, một tựa game của Ubisoft, thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái hiệu năng của RX 6600 khi so với RTX 3060 là gần như tương đồng, không có quá nhiều điểm khác biệt. Đến với tựa game Assassin's Creed Valhalla thì đây là một điểm khác biệt mà mình thấy cực kỳ ấn tượng, đó chính là RX 6600 cho một cái mức FPS và hiệu năng cao hơn khi so với RTX 3060, và dĩ nhiên RX 6600XT sẽ có một hiệu năng xuyên suốt toàn bộ là cao nhất. Thông qua phần test vừa rồi thì mình sẽ đưa ra một số những kết luận ban đầu như này. RX 6600XT sẽ cho một hiệu năng gần như là mạnh mẽ nhất, theo sau đó là RTX 3060, và hiệu năng gọi là có thể nói là ở thấp mức thấp nhất sẽ là RX 6600 thường. Khi mà mang ra nói thì là vậy, nhưng nếu mà xét theo phần trăm thì sẽ như nào? Mình sẽ đặt lên bàn cân là RX 6600 sẽ là 100%, thì hiệu năng của
RTX 3060 sẽ mạnh hơn khoảng chừng 3% và mức chi phí đầu tư của em này sẽ là cao hơn đấy, bởi vì mình chưa có mức giá thực tế, thế nên sẽ được tính bằng tiền triệu đi. Và RX 616 XT sẽ có hiệu năng mạnh hơn 616 thường là 15%. Vậy thì là thông qua phần test vừa rồi, các bạn có thể thấy được thì có thể là em RX 616 sẽ bị lốc lại ở khoảng 100W điện, là cho trong cái phần driver hoặc là trong BIOS tạm thời đang lốc sẽ là như vậy. Và sau những bản cập nhật tiếp theo thì có thể khả năng mở điện sẽ được là thông qua, thì khi đấy thậm chí hiệu năng của em RX 616 này còn mạnh hơn cả RTX 3060. Thế nhưng nói gì thì cũng phải nói thì RTX rõ ràng sẽ là một sự lựa chọn rất tốt dành cho những bạn nào mà cần quan tâm đến yêu cầu đó chính là vừa chơi game vừa làm việc. Còn AMD RX sẽ là phù hợp nhất cho nhu cầu thuần chơi game trên độ phân giải là Full HD. Vậy thì ý kiến của các bạn trong 3 em card đồ họa này sẽ như nào? Anh em thấy em card đồ họa nào sẽ là ấn tượng nhất? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.